đố bạn. À, hôm nay gần đến ngày 4 July các bạn. Thì các bạn biết rằng là 4 July thì ở nước Mỹ người ta sẽ có những cái tràn bắn pháo bông. Và hôm nay Duy sẽ làm cái clip này dành đến các bạn đến chỗ mua pháo bông các bạn. Đây là một trong những cái chỗ mua bán pháo bông các bạn mà biết rằng là có nhiều cái chủng loại nhất và những cái loại lớn. Chia sẻ các bạn luôn ngày 4 July Mỹ thì những cái shop người ta bán pháo bông như thế nào. Ok, các bạn hãy theo chân Duy và Benji đến cái shop ở dưới Caldwell các bạn. Ok, let's go. Đây các bạn, đây là phía ngoài ngay cái chỗ parking mà để mà bán pháo bông các bạn. Đây là customer parking only này. Đây là nó dành riêng một cái bãi đất trống để mà cho người ta đậu xe, bởi vì cái chỗ bán pháo bông á là nó nằm bên kia các bạn. Đó. Đây gọi là Rocky Mountain Firework. Lớn nhất ở ngay chỗ Caldwell này luôn. Và nếu như mà ai mà muốn chơi bắn pháo bông mà loại mà thăng thiên bay lên trời lại cao các bạn, loại gọi là illegal á. Đó, thì các bạn phải đến đây. Đó, bây giờ Duy sẽ đi vô. Duy có hỏi người ta có được quay phim không, người ta kêu ok. Và bây giờ Duy sẽ đi vô để mà vừa review vừa mua pháo bông luôn, để mà bắn cho tuần tới ngày 4 July. Bên gì? Xịt. Đào. Này nó gặp này nó biết sợ rồi. Ok. No, Benji, sit. Okay, bây giờ Duy sẽ đi vào để mà mua pháo bông. Đây. Hello. Duy đến đây 2 năm trước rồi, hôm nay quay lại. Ở đây nó bán rất là nhiều loại pháo bông các bạn, từ loại nhỏ cho tất cả các con nít chơi này, rồi đến những cái loại lớn. Yeah, I would like to buy something and the big one, blue one. Yeah, so all of those are the same. Okay. These are another. Okay. Give more questions, I have some. Okay, thank you. Đây, dành cho những cái loại pháo mà bay lên trời nổ bùm 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 các bạn, gọi là cái loại big one á. Thì có nhiều loại lắm. Nó sẽ ghi cho mình biết cái cụ thể giá của nó hiện tại bây giờ này các bạn này. Sell được 50 đô là 200 một cái hình như vậy. Đó. Duy sẽ làm cái review trước cho các bạn xem tất cả các loại rồi sau đó Duy mới mua. Ở trong này người ta sẽ khi nào cũng có quạt và làm cho cái nhiệt độ đây nó mát các bạn, bởi vì để bảo quản cái này nó cần phải rất là cẩn thận, như các bạn không là nó nổ là banh luôn á. Placket. Cái loại placket này các bạn biết không, là bỏ cái viên này vô trong cái ống này rồi mình mồi cái là nó bụp lên trời vậy đó. Đó, cái này gọi là placket. Rất là nhiều loại các bạn. Duy chưa biết mua loại nào hết đó, nhưng mà Duy nhớ năm 2 năm trước thì Duy mua loại này nào là một này. Người ta cho mình biết cái hiệu ứng của nó bay lên trời là như vậy nè các bạn. Đó, hiệu ứng nó bay lên trời là như vậy. Đó, có thể là hồi mình mua cái placket này đó. Đó, cái hiệu ứng nó bay lên trời là như vậy nè các bạn. Đó. Duy nghĩ là cái loại placket này là loại thông dụng này. Đó, loại thông dụng nó bán placket rất là nhiều. Ngoài ra còn có mấy cái loại nhỏ nhỏ nữa các bạn. Gọi là Sidewinder Missile gì đó. Đây, các bạn thấy không? Mình tiếng Anh giỏi quá nữa. Missile này. Sidewinder Missile. Đó. Đây là những cái ống này các bạn. Đây, cái này là
đây là một cái mồi, đây là một cái pháo bông người ta bỏ sẵn là lấy mồi ra, mình bỏ mồi vào là bay lên thôi. Đó. Để mà mua cái những cái loại bự thì chỉ có ngay cái chỗ này mới bán thôi các bạn. Còn ở trong thành phố, ở trong downtown nơi Duy ở, cách đây chạy khoảng 27 phút đó, thì nó sẽ không có những cái loại lớn, các bạn. Người ta sẽ bán những cái loại nhỏ nhỏ thôi cho family xài thôi, family dùng thôi. Và dĩ nhiên đó là mình mua cái loại lớn này mình phải đảm bảo được cái an toàn. Và bởi vì năm rồi Duy đã chứng kiến một cái hỏa hoạn cháy pháo bông đốt cháy cái cây ở gần nhà của anh rể của Duy luôn. Lớn lắm các bạn. Ở Duy có còn lưu view clip luôn không? Nó dã man lắm các bạn. Cho nên đó là mình phải rất là cẩn thận. Các bạn thấy ở đây tên là Rocky Mountain nha các bạn. Đây, nhiều loại lắm. Mình có thể chơi mà chơi gia đình này. Nhìn cái này nó nhiều hầm hố. Thực ra mấy cái này bắn nó không có không có lên cao đâu các bạn. Nó lẹ tẻ lắc tắc vậy đó. Để hồi nội Duy hỏi nó loại nào là bắn tầm trung, loại nào là bắn cao trên trời, loại nào là ở phía dưới thấp không, để mình có cái idea mình bắn sao cho nó đẹp đó mà. Đó, người ta đang vào đây, người ta đang mua. Và những cái người mà bán ở đây họ cũng có cái kiến thức, các bạn, đều có kiến thức về về tất cả các loại pháo này này để mà người ta giải thích á. Chứ còn những cái người á mà họ bán ở những cái kiosk nhỏ nhỏ, thực ra những người đó họ có nhiệm vụ bán, họ hiểu nhưng họ biết ít lắm, họ không biết cái thông tin nhiều lắm. Những cái người mà họ là người bán ở đây này, họ sẽ có cái kiến thức nhiều hơn. Hỏi như thế nào là họ có thể trả lời mình đành gọt luôn á. Ok, đó là Duy đi sơ sơ cho các bạn xem. Ok, để Duy scan cái big cap này như thế nào. Để mình scan cái đây. Cái này hay đấy. Cái này hay này các bạn. Có nghĩa là mình không hình dung được cái pháo nó bắn lên trời nó như thế nào các bạn, thì mình có thể scan cái barcode này để biết là scan để mà biết nó bắn lên trời là như thế nào. Các bạn thấy không? Đây. Đó, hay không? Big Cat là bắn lên trời đó, nó sẽ như vậy. Hiểu vấn đề. Đó, Big Cat á là cái hiệu ứng nó bay lên trời nó vậy đó các bạn. Đó. 12 viên. Ok. 12 viên. Nghĩ cái Big Cat này khá là ok rồi nha. Thấy được một cái thằng Big Cat này, mình sẽ đi tìm pháo và scan tiếp. Trong cái quá trình đó mà Duy đang đi tìm kiếm những cái loại pháo mà Duy mong muốn các bạn, thì may mắn là Duy gặp được một cái người là expert, gọi là chuyên gia. Duy nghĩ bà này là một manager hoặc là owner của cái store này luôn các bạn. Bà đã giúp đỡ Duy rất là nhiều. Chỉ cần là mình nói cái idea của mình cần những cái loại pháo nào bắn thấp tầm trung hoặc là cao bao nhiêu feet, thì bà có thể là giúp cho mình là giải quyết và tìm ra đúng những cái loại pháo mà mình mong muốn luôn. Và Duy rất là high recommend ở nơi này các bạn, bởi vì như chúng ta biết rằng là nếu như mà mình mua ở những cái kiosk nhỏ ở trong thành phố thì họ rất là hạn chế về kiến thức, họ chỉ biết được những cái cơ bản
và họ không có giải thích cho mình cặn kỹ như ở những cái chỗ mà nó chuyên được như vậy các bạn. Và may mắn là mình gặp được những cái người mà họ có cái độ am hiểu về pháo và họ hướng dẫn chỉ dẫn cho mình rất là kỹ càng và rõ ràng luôn. Đây là cái bà manager và Duy nghĩ rằng đây là bà owner luôn các bạn, bởi vì chỉ cần Duy nói những cái idea hoặc là ý tưởng của mình thôi là bà có thể là lại lấy ngay lập tức cái loại pháo mà Duy yêu cầu luôn. Thì Duy mong muốn rằng là cái lần mà chơi pháo này á, thì Duy sẽ bắn được ba cái thể loại. Thứ nhất đó là ở underground, xong là tầm trung là ở vừa vừa, và cao là khoảng 100-200 feet. Thì sau khi mà bà nghe Duy nói như vậy rồi là bắt đầu là bà lập tức tư vấn và lấy đúng những cái loại pháo mà Duy cần các bạn. Và bà chỉ cần scan cái barcode vào cái máy và trên cái TV nó sẽ hiện ra được cái hiệu ứng của tất cả các loại pháo, bao nhiêu viên bắn bao nhiêu shot. Thì như thế rất là hay và rất là hữu dụng các bạn, rất cần những cái người expert như vậy. Để mà mỗi lần mình đến những cái chỗ này thì rất là xa, cho nên là nếu mà mình có một người tư vấn đầy đủ thì mình bỏ cái đồng tiền mình ra mua những cái loại pháo này thì nó cũng happy hơn, đúng không ạ? Bởi vì pháo thì không có rẻ đâu các bạn. Và cảm ơn bà rất là nhiều, bà tư vấn cho Duy. Đây, bốn hộp. Đấy, bốn hộp. Đó, bốn hộp. Bốn hộp này là bốn 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 bốn. Mình sẽ chơi từ nhỏ đến người lớn đó. Mình sẽ chơi cái kiểu vậy đây. Thì Duy sẽ được bộ 4 cụ này cũng chán bạc rồi nha các bạn. 4 cụ này là chán bạc rồi, 4 cụ này là vui rồi. Ok, bây giờ đi lại tính tiền các bạn. Đó. Hi. Yeah. Ok, sure. Còn bây giờ người ta đến mua rất là nhiều các bạn. Duy nghĩ tình nhiều này thôi cũng vui rồi. Cũng này cũng bạn chán khóc ở đó quá này loại cái ghê á. Để Duy coi sao Duy mua thêm cái này loại nhỏ nhỏ mà thấy là đẹp. Ok, are you ready? Yep. Okay. Fly over. The founder. Yeah. And the founder. Yeah. Is that everything for you? And another one, the same thing. Two of these. Yeah. Yeah. One okay. This and that one. That's everything? Yeah. There's just two of you. Yep. I'll just need to grab the garbage and try from you. Oh, okay. Đó, mua pháo này á, phải mua pháo lớn các bạn. Thì người ta sẽ cần cái driver license của mình. There you go. How are you guys doing today? Good, how about yourself? Good. I can do the last one. We'll have you sign here, keeping you liable for the fireworks. Yeah. Are you gonna make a video about coming in here? Yeah. Where can I find it? I will put on my YouTube channel. Okay. Yeah. So I would share for I'm Vietnamese, so in Vietnam we don't not allow to do this. Okay. So good. Yeah. Well, you got the good stuff. Thank you. $349.27. Cash or card? Card, please. Would you like a receipt? Oh, please. Do you need any help out? No, I think I'm okay. Thank you so much. You're the same, thank you. Thank you for your help. Hey, you betcha. You're thank gonna you. Be sure. So cut this paper off the top before you light it. Okay. That way it's not having to bust through paper. Okay, every cut on the top, right? Every one of them, just cut that top off. Okay. You have a better show. Thank you. You appreciate betcha. It. Thank you. Thank you.
Ok, xong rồi các bạn. À, vừa trong vừa bán pháo hoa. Pháo hoa xong. Cái chỗ này là Duy Hải recommend, đi thì hơi xa các bạn. Từ Meridian mà chạy xuống đây cũng 27 phút hả? Nhưng mà chỉ có đây mới là cái chỗ mà mình có thể mua được những cái loại pháo bông lớn thôi các bạn. Nếu mà mình muốn chơi bắn trên cao thì Duy mua thì người ta phải đòi cái driver license của mình. Người ta lấy thông tin của mình rồi để nếu có accident hay cái gì mà. Nói chung là nó thì mình sẽ là người sẽ chịu trách nhiệm các bạn. Đó, chơi cái pháo bông loại lớn này thì mình phải chấp nhận cái vấn đề này, cho nên mình phải rất là cẩn thận. À, bữa đó bắn thì sẽ nhờ ông anh này rể của Duy giúp Duy làm cái này nữa. Đó. Ồ, cái loại nhỏ này hay lắm này. Cái loại nhỏ này ghê. Nó bên chi. Đánh sang bên chi ra. Đó. Nhiều thứ là phần vui. Đó. Bạn, nó bên chi. Không có được căng. Awesome. Hy vọng là cái video clip này chia sẻ đến các bạn một cái tiệm chỗ bán đồ bánh hoa. Ok, để Duy đưa cái này đi vô. Đưa vô trạng cái này khỏi. Đó, đưa vô trạng cái này. Yeah, đi kia. Nhân tiện. Oh, thank you. Important. Bây giờ là đi kia. Sáng nay Duy và Betty là đi có nhiều đây rồi đó. Đó, hai cha con đi mua. Đi mua cái bọc đây các bạn thấy không này. Đó, Duy mua đây này. Loại gì đó, nói chung là vừa túi tiền và để chơi vui. Ok, see ya.